Một đêm mưa to gió lớn, ông chú cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp muốn làm một buổi tiệc vì hai ngày sau ông ta nghỉ việc. Đúng vào lúc này có một tia sét. Trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một tên áo đen, trên tay cầm một con búp bê gốm đáng sợ. Ông chú cảnh sát thấy hắn hành động khả nghi liền đi theo xem tình hình. Chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến vài tiếng súng, sau đó cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Mọi người có dự cảm chẳng lành rằng đã xảy ra chuyện, thế là tìm theo đến vị trí của ông chú, thì phát hiện ông chú cảnh sát đã bị treo lên trên cây sớm đã tắt thở. Cùng lúc đó, nhà của đội trưởng Lạc Dân cũng xảy ra chuyện. Vợ của Lạc Dân đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức như bị ngàn vạn mũi kim đâm. Dưới sự niệm chú tà thuật của người yểm tà, đau như chết đi sống lại, mà bé trai mới ra đời được vài tháng của cô cũng đang cùng lúc vì bị chịu đựng những cơn đau đớn quá mức mà ra đi. Gia Bích cùng lúc phải chịu đựng tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác nên được Lạc Dân đưa đi bệnh viện. Hai vụ án hóc búa như vậy rõ ràng đều nhằm về phía cảnh sát. Nếu như để nghĩ ai là kẻ đáng nghi nhất, vậy thì chỉ có người đã vào tù mấy năm trước vừa được thả về mấy ngày, Phong Siêu là phù hợp nhất. Khi đó trong quá trình truy bắt, Phong Siêu bị Lạc Dân bắn trúng đầu, mất đi cảm giác đau đớn, từ đó trở đi cũng vô cùng thù hận với ngành cảnh sát. Tiếp sau đó trong quá trình pháp y kiểm tra, ông chú cảnh sát kia trúng 3 viên đạn. Nguồn gốc của những viên đạn là từ khẩu súng bị đánh cắp trong một cuộc tấn công vài ngày trước. Một vết ở tay để ông chú không lấy được súng, một vết ở chân để ông chú không chạy được, một vết ở bụng để nội tạng ông chú chảy máu. Mà nguyên nhân tử vong thực sự là do mất máu quá nhiều. Mà điều kinh dị là từ trong cơ thể ông chú tìm thấy côn trùng, không phải cái chết thông thường. Trải qua những giày vò, có thể thấy rõ hung thủ không muốn ông chú được ra đi một cách thanh thản, mà muốn cảm nhận khoái lạc từ việc giày vò ông chú, vô cùng biến thái. Không chỉ vậy, con của Lạc Dân còn thảm không nỡ nhìn hơn thế nữa. Chỉ cách đây vài tiếng sau vụ án mà đã bị côn trùng bò khắp cơ thể thối rữa không còn ra hình người. Liên tiếp 2-3 vị cảnh sát gặp nạn, dư luận cũng khiến cục cảnh sát gặp bất lợi. Thế là họ mời anh họ của Phong Siêu đến để ông ta khai ra tung tích của Phong Siêu, nhưng đối phương lại không thừa nhận có bất kỳ liên hệ gì với Phong Siêu, làm cho vụ án đi vào ngõ cụt. Và lúc này, đột nhiên Phong Siêu lại chủ động gọi đến, mỉa mai nói mình mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy kết quả xổ số kỳ tới. Đợi đến khi Lạc Dân ghi lại xong, phát hiện 5 số đằng trước chính là số hiệu của ông chú cảnh sát xấu số kia. 5 số đằng sau không cần phải nói chắc chắn cũng là của một người khác. Sau khi điều tra rất nhanh, họ đã biết được nơi ở của người ấy. Đợi đến khi bọn họ đuổi đến nơi, đột nhiên một bóng người rơi từ trên không trung xuống. Nhìn số hiệu cảnh sát trên người anh ta có thể thấy được họ phán đoán không sai. Lạc Dân và anh Sâm chạy lên lầu kiểm tra thì đã chậm một bước, hung thủ sớm đã chạy thoát. Đồng nghiệp liên tiếp ra đi, lại thêm đứa con còn bé bỏng của mình cũng vô duyên vô cớ mà mất, khiến đội trưởng Lạc Dân rơi vào hoang mang. Dù sao thì người ngoài cuộc cũng nhìn rõ ràng hơn. Thế là anh Sâm đi tìm Lạc Dân, đem hết tất cả những vụ án mình từng tra qua nói cho anh biết. Mười ba năm trước, vụ án của Phú Thương Mã với Phong Siêu có liên quan tới nhau. Những vết tích trên người ông chú cảnh sát với Mã Tuấn rất giống nhau, mà con trai của Lạc Dân đến giờ vẫn không tra rõ được lý do tử vong. Thân phận thứ hai của Phong Siêu thực ra là đồng cốt Nam Dương, rất có thể chuyện của đứa bé là liên quan tới hắn. Lạc Dân nửa tin nửa ngờ, dưới sự chỉ dẫn của anh Sâm tìm đến pháp sư Thanh Hải hỏi về chuyện tà thuật. Lạc Dân tìm thấy trong mắt Gia Bích, quả nhiên nhìn thấy vết đen trong lòng trắng. Điều này mới khiến anh thực sự tin rằng có thứ như tà thuật. Thế là anh tìm anh Sâm kể về những chuyện đã xảy ra trước đây. 3 năm trước anh được cử đi Thái Nam Vùng, lúc đó quen được một cô gái tên Y Lệ. Hai người ở bên nhau một đoạn thời gian nồng ấm. Trong thời gian quen biết, Y Lệ đã phải lòng Lạc Dân. Nhưng nguyên nhân biến cố trong lúc hành động đột nhiên dừng lại, Lạc Dân phải về nước báo cáo tình hình. Đối diện với sự lưu luyến của Y Lệ, trước khi đi anh hứa với đối phương, hứa với Y Lệ nhất định sẽ trở về thăm cô. Qua điều tra nhập cảnh, gần nửa năm không có ai tên Y Lệ hoặc người có tên gần như vậy nhập cảnh, mà Phong Siêu lại là phạm nhân, trên lý thuyết cũng không sang được Thái. Nhất thời vụ án lại rơi vào ngõ cụt, mà chuyện vô cùng cấp bách là điều trị cho Gia Bích trước. Thế là Lạc Dân đưa cô đến gặp pháp sư Thanh Hải, pháp sư hết sức giúp anh giải lời nguyền, mà hình nhân đối phương làm cũng đang phản ứng kịch liệt. Một làn khói bốc lên, tiếp sau đó Gia Bích nôn ra con trùng trong bụng, lời nguyền được phá giải, nhưng đối phương không muốn buông tha dễ dàng, sử dụng tà phép đáng sợ nhất quỷ đầu bay, trực tiếp phi đến chỗ pháp sư Thanh Hải.
你先带他回去，记住啊，要用铜盆放一盆水摆在床前，水里放一把铜剪刀，剪剑向外。真将是解了，但是刚才我迫降之后，我看见一个飞头，如果对方练成了飞头将，恐怕我帮不了你，可能连我自己的性命也难保。 Lạc Sơn làm theo lời Pháp Sư Thanh Hải, ở cửa sổ chuẩn bị một chậu nước đồng rồi để cái kéo đồng vào trong, đồng thời an ủi Gia Bích. Cùng lúc đó truyền đến thông tin, có người phát hiện ra thi thể, điều tra thì biết được đó là một con mèo. Đáng sợ nhất là trên người nó không có một giọt máu. Thông qua quá trình điều tra họ biết được trên tầng 6 có một người Thái, một lần giao luôn tiền nhà một năm, nhưng rất ít khi ra ngoài, hơn nữa lúc đi lại đầu cứ nghiêng vẹo, cứ như đã gãy rồi vậy. Thế là hai người họ đã đuổi tới trước cửa đạp cửa xông vào. Quả nhiên từ trong phòng phát hiện tế đàn làm phép và một tấm ảnh, xem ra chuyện này thực sự liên quan đến cô gái ấy. Hóa ra lúc Pháp Sư Thanh Hải giải tà cho Gia Bích thì hắn đã cảm nhận được có sự uy hiếp nên đã rời khỏi nơi này, tìm đến Phong Siêu mua dầu tử thi, muốn báo thù một cách điên cuồng hơn nữa. Quả nhiên, Gia Bích lại lần nữa cảm thấy toàn thân đau đớn, tà thuật lại lần nữa ứng hiệu. Nhìn thấy vợ mình đau đớn mà mình lại bất lực, chỉ đành đưa vợ đến bệnh viện. Nhìn thấy vợ chỉ đành bò trên bàn ngủ, Lạc Dân nhớ lại những chuyện ngày xưa, đều là vì mình nhất thời hồ đồ mà hại cả nhà diệt vong, nhưng mà vụ án vẫn phải tiếp tục điều tra. Ngày hôm sau họ tới nhà tên anh họ, định tìm tung tích tên Phong Siêu, không ngờ lại gặp hắn. Sau một hồi truy đuổi, đạn của Phong Siêu cuối cùng cũng hết, lần nữa bị triệu tập về để xử án. Từ người anh họ biết được tên Phong Siêu thực sự biết yểm tà, Lạc Dân bảo tất cả mọi người ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với hắn. Mà Phong Siêu lại đưa ra điều kiện là giải tà thuật của Gia Bích. Để anh thả hắn ra, Lạc Dân đã mất con trai không thể mất thêm vợ, nên chỉ đành mạo hiểm, ngụy tạo chữ ký của thủ trưởng, đưa Phong Siêu ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng nhất cử nhất động của anh vẫn bị anh Sâm nhìn thấy. Khi anh Sâm khuyên nhưng không được thì anh chỉ đành âm thầm đi theo. Lạc Dân đến bệnh viện đón vợ đi. Theo sự chỉ dẫn của Phong Siêu đi đến một tế đàn bí mật. Theo lời hắn nói, dùng rắn độc, con cóc, bọ cạp, rết, nhện, năm loài cực độc thả vào trong một cái hũ, chôn nó dưới đất, mà năm con vật sẽ tự ăn lẫn nhau. Đợi 2 tiếng sau, con vật còn sống sót sẽ chính là độc vương. Trong lúc này, Phong Siêu giả vờ muốn uống nước, giật tóc từ Gia Bích, rồi niệm thần chú khiến cô trở thành con rối. Đợi đến khi Lạc Dân quay trở lại, hắn liền điều khiển Gia Bích đánh anh ngất đi, khống chế cô lấy chìa khóa còng tay. Lúc này anh Sâm đuổi kịp đến nơi, Phong Siêu lấy Gia Bích ra làm con tin. Anh Sâm hết cách chỉ đành hạ súng xuống, nhưng ngay sau đó đã bị ra tay tàn nhẫn. Vào lúc này Lạc Dân tỉnh lại, hai người ẩu đả, Phong Siêu lần nữa dùng phép khống chế Gia Bích đánh Lạc Dân không ngừng. Lạc Dân bị đau không ngừng xoay người lấy súng của anh Sâm, hơn nữa còn đá súng của hắn bay đi. Tiếp sau đó liên tục dùng súng nã vào tay hắn khiến tay hắn nát ra, khiến hắn không thể dùng phép lực nữa. Gia Bích cũng lập tức tỉnh lại, nhìn thấy anh Sâm đã tắt thở. Lạc Dân quá tức giận, lần nữa trói tên kia lại, nếu hắn đã không có cảm giác đau đớn, trực tiếp nướng luôn để tránh chảy quá nhiều máu. Tiếp sau đó theo yêu cầu của hắn lấy 5 trùng độc giã thành bột, thêm dầu tử thi vào máu của mình, hợp thành một, tiếp sau đó là đợi người yểm bùa, khiến hắn bị phản ngược lại tác dụng. Ai ngờ lúc này một cái đầu từ không trung bay tới, thì ra người này vẫn luôn yêu Y Lệ, mà Y Lệ thì lại yêu Lạc Dân, vì để cô thích mình, không tiếp đổi tên thành Đặc Văn, chỉ để có phát âm rông giống với Lạc Dân. Sau đó nỗ lực mấy năm không có kết quả, Y Lệ vẫn luôn đợi Lạc Dân thực hiện lời hứa, có thể về thăm cô, cho dù là gọi cuộc điện thoại cũng được. Kết quả đợi đến cuối cùng chỉ là sự trống rỗng. Sau khi Y Lệ đăng xuất, Nặc Văn hứa rằng sẽ khiến Lạc Dân trả một cái giá thật đắt, nên mới lên kế hoạch hành động. Lúc này Phong Siêu nhắc nhở Lạc Dân nhanh chóng dùng bột kia hất Nặc Văn, lại không ngờ Nặc Văn bay đến trả thù, cắn một cái rồi điên cuồng hút máu, miệng hút, mạch máu vỡ, máu từ đó chảy ra khắp nơi, vừa khéo chảy tới nơi để đồ giải thuật kia. Lúc này chúng bắt đầu phản ứng với nhau kịch liệt như vũ bão, thuận theo dòng máu lên thẳng não. Rất nhanh hắn đã biến thành một cái đầu lâu. Lạc Dân vạch mắt Gia Bích lên xem, xác nhận tà thuật đã được hóa giải thì vui quá trời. Không ngờ rằng giây sau Lạc Dân đau khổ ngã ra đất.